Bột ngũ cốc là một loại thực phẩm bổ sung dinh dưỡng tuyệt vời cho người gầy, người ăn chay trường hay phụ nữ mang thai. Nhu cầu kinh doanh bột ngũ cốc cũng từ đó mà được nhiều người quan tâm. Để phục vụ cho nhu cầu đó, máy Bình Minh xin trân trọng giới thiệu đến bà con dòng sản phẩm máy nghiền bột inox 200. Toa nạp của máy được cải tiến thành dạng vuông rộng rãi, dốc ở gần toa vào, chứa được 3-5 cân nguyên liệu. Sau khi nạp nguyên liệu, bà con điều chỉnh tấm chắn toa nạp. Bộ phận có nhiệm vụ điều tiết lượng nguyên liệu đi xuống buồng làm việc. Buồng làm việc được cấu tạo từ 4 cánh quạt cực khỏe, có nhiệm vụ va đập với các thanh búa, giúp nghiền nguyên liệu. Sau đó, nguyên liệu sẽ đi qua mặt sàn inox và cuối cùng là đi ra cửa xả bên ngoài. Tất cả các bộ phận tiếp xúc với nguyên liệu của máy đều được làm từ inox, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người sử dụng. Máy sử dụng động cơ 3 kW cùng nguồn điện 220V. Phía sau máy được thiết kế thêm một dây nối đất, giúp sản phẩm giải quyết được vấn đề điện từ. Bàn điều khiển của máy vô cùng dễ dàng sử dụng với công tắc bật tắt máy, đèn báo hiệu điện thế cùng nút dừng máy khẩn cấp. Và đây chính là bột ngũ cốc sau khi nghiền qua máy nghiền inox 200. Thành phẩm cho ra đều mịn, dễ dàng sử dụng. Máy cho ra năng suất từ 30-50 cân trên một giờ, tùy thuộc vào từng loại mặt sàn. Để biết thông tin về giá cũng như cần được tư vấn thêm, quý vị vui lòng xem ở phần mô tả mà chúng tôi đã để ở phía dưới đây. Quý vị thấy video của chúng tôi hay và bổ ích, hãy tặng chúng tôi một like. Và để xem thêm những video tiếp theo của chúng tôi, hãy ấn vào nút đăng ký và nút chuông để nhận thông báo. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Chúc quý vị chăn nuôi thành công!